Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Trước khi vào video thì mọi người hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với cái kiếm tiền với cái con khoai sầu chi su bản này. Đây là cái khoai sầu có thể kiếm được tiền, gọi là như kiểu TikTok của Việt Nam ấy. Nhưng mà đây là app của Trung Quốc. Đây là cái app mình đang sử dụng và rút tiền hàng ngày nhé. Tuy rằng nó không được nhiều nhưng mà đấy là do mình thôi, mình chịu khó thì sẽ được nhiều. Đây, hôm nay mình sẽ rút tiền và chỉ các bạn một cách nữa để gọi là cách này ấy, thì cũng giúp mình kiếm thêm một số tiền gọi là nhiều hơn khi mà mình lướt xem video. Thì đây, hôm nay mình đã là có 50 tệ. Hôm nay mình rút 50 tệ nhé. Tiền nó về nhanh lắm, như 2-3 video trước mình có đăng rồi ấy. Thì rất là nhanh. Đây, hôm nay mình sẽ rút 50 tệ nhé. Các bạn chỉ cần có WeChat đã mở húng bao, chỉ cần vậy thôi là sử dụng được nhé. Mạng hơi chậm, mọi người thông cảm nhé. Ok. Thì nếu mà bạn nào các bạn mà muốn chơi hoặc là chưa hiểu gì ở cái con này thì mọi người cứ nhắn tin cho mình nhé. Mình có để số WeChat ở dưới phần mô tả nhé. Đấy. Ok, tiền đã về đó. Ok rồi, vậy là mình đã rút được nhé. Do là cái máy của mình nó dung lượng nó đầy quá nên là nó hơi chậm. Đây, tiền đã về bên kia rồi đó. Thì đây, mình sẽ vào WeChat. Khi mà tiền về cái là tiền phần WeChat nó sẽ thông báo là tiền về ngay. Đó, 50 đồng, 50 tệ. Ok, trong vài ngày mình làm thì cũng đã có được hơn 100 đồng người phải. Mình thấy đây. Đây, ví tiền mình 112 đồng. Đó, chỉ làm vài ngày quy ra tiền Việt thì nó cũng rơi vào tầm nhân với 3 năm đi, gọi là gần 400 rồi, gần 400 nghìn rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái cách có thể dùng cái nick phụ của mình nhá. Dùng cái nick phụ mình quét mã mời ở cái nick chính. Như mình thì dùng cái dòng Android thì mình vào phần cài đặt này. Đây, mình sẽ vào phần ứng dụng. Mình sẽ mở phần ứng dụng kép. Mình bật cái phần ứng dụng kép, mình có nghĩa là bật cái ứng dụng, nó sẽ ứng dụng kép của nó lên. Thì nó sẽ có hai thành hai cái app. Thì đây, mình ở đây là mình có một app này. Và mình ở đây mình có thêm một app nữa. Thì mình vào đây, mình dùng cái nick WeChat phụ hoặc các nick WeChat khác, không cần mở hôm bao cũng được.
mình vào mình đăng nhập vào cái phần này, xong rồi mình dùng cái mã chính, cái nick chính của mình quét, dùng cái nick chính của mình gửi mã mời cho cái nick anh phụ này đó, cho cái nick phụ này để nick phụ quét, thì nick chính sẽ được thì mời người là hình như 20 tệ là thấp nhất thì phải. Thì bạn dùng nick phụ cũng có thể chơi đây, nick phụ mình nó cũng 34 đồng, 34 tệ. Thì đấy, bạn chỉ cần có vài cái nick thôi, mỗi nick WeChat bạn có vài chục tệ này, thì nếu mà đều mở không bao hết rồi thì các bạn có thể rút luôn. Đó, đây là một cái mẹo để mình chơi ấy, khi mà mình chưa mời được nhiều bạn. Đó. Còn các bạn nào mà có WeChat mà chưa có mở hồng bao, gọi là chưa chưa đây mình sẽ vào cái phần này. Đâu nhỉ? Này, chưa xác minh ví ấy. Chưa xác minh ví gọi là đây này. Cái này này. Đấy. Nếu các bạn chưa xác minh, của mình thì xác minh rồi, mình không cần. Đây, có nghĩa là họ đã mình đã xác minh thì nó sẽ lên như này. Là đã xác minh. Thì bạn nào mà chưa xác minh không cần gắn thẻ đâu nha, là muốn lấy thông tin để mà xác minh cái ví ấy, để nhận được tiền thôi, không cần xác minh, không cần phải gắn thẻ ngân hàng, chỉ cần lấy chứng minh thư, số chứng minh thư và tên chứng minh thư là có thể mở được hồng bao nhé. Thì bạn nào có nhìn thấy cái video này của mình muốn đăng ký hoặc là cũng muốn chơi cái app này mà hồng bao chưa mở ở WeChat ấy, thì có thể liên hệ mình nhé. Mình sẽ để link app này, link số điện thoại WeChat của mình ở phần mô tả nhé. Thì video mình chỉ hướng dẫn đến cho các bạn biết là như vậy thôi. Thì đến đây thôi. Mọi người thấy hay thì mọi người cho mình một like, một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhé.